Lan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành hé lộ Hương Giang là đại gia nhà đất của Vivek. Trong chương trình Người ấy là ai tập 10, Trấn Thành vô tình tiết lộ Hương Giang có rất nhiều đất ở Long Thành, Đồng Nai. Hương Giang được xem là một trong những mỹ nhân Việt độc thân quyến rũ và sở hữu khối tài sản khủng nhất hiện nay. Ở tuổi mấp mé 30, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã tự chủ về kinh tế và có đầy đủ trong tay, đếm xương xương, hai căn nhà riêng ở thành phố, xế hộp 5 tỷ rưỡi, bộ sưu tập đồ hiệu khủng và có công ty riêng. Trấn Thành tiết lộ Hương Giang có nhiều đất ở Long Thành. Ở phần lộ diện của chàng trai trong cộng đồng LGBT là Long Hải đến từ Come Out cùng người yêu, Trấn Thành đã dành lời khuyên đến cặp đôi rằng hành động hôm nay của các bạn không mở ra thêm một sự chú ý nào nữa mà chính thức chấp nhất các nguồn dư luận đó. Trấn Thành cũng truyền tải thông điệp đến khán giả rằng 2020 rồi thưa quý vị, chúng ta nên yêu thương nhau, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, thời gian mình dành để nói xấu người khác, ráng dành thời gian đó để quan sát, xem nhà mình có gì xấu để sửa đi vì cái đó nó hợp lý hơn. Trấn Thành khuyên khán giả bớt nói xấu nhau lại. Trở lại với phần lộ diện của ba chàng trai cuối cùng, Giao Huy là chàng trai được dàn cố vấn và nữ chính đồng lòng chọn màu xanh. Đúng với dự đoán, chàng trai đến từ Hà Nội tự tin khẳng định mình chắc chắn xanh. Gã bán trúc nhân không thành, Trấn Thành tiếp tục lấy Hương Giang ra mai mối. Bên Hương Giang cũng được nha em, cô gái này đang khao khát yêu, tiền bạc có sẵn, đất ở Long Thành rất nhiều, hộp xoàn 2-3 cái. Người lúc nào cũng đồ hiệu thông minh sâu sắc, sẵn sàng bơm năng lượng cho em. Hương Giang cười khoái chí trước màn gã bán của Trấn Thành. Hương Giang bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền. Độ giàu có của giọng ca anh ta bỏ em rồi, không cần phải chứng minh thêm gì nữa, bởi nó đã quá rõ ràng. Vào đầu năm 2020, Hương Giang khoe ảnh cô đứng cạnh mẹ trong căn hộ mới mua tại Hà Nội. Ngôi nhà là món quà cô tặng mẹ nhân dịp sinh nhật của bà. Mẹ đã vất vả nhiều vì con, hôm nay sinh nhật mẹ con có quà tặng cho mẹ. Hy vọng mẹ sẽ luôn vui vẻ, dù con ở xa nhưng mẹ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào yên tâm vì con. Cô chia sẻ xúc động. Hồi đầu tháng 1 2020, Hương Giang mua một căn nhà tiền tỷ mừng sinh nhật mẹ. Hội bạn thân cùng nhau làm giàu đưa đi mua nhà. Cách đây không lâu, Đức Phúc Hương Giang còn khoe cả hai vừa sắm nhà sát cạnh nhau ở Long Thành. Hương Giang khoe phòng làm việc, điều hành cả công ty riêng. Ở tuổi sắp xỉ 30, Hương Giang thành công về mọi mặt và là hình mẫu mà nhiều chị em đặt ra để phấn đấu.